Góc nhỏ giữa Sài Gòn hoa lệ này là nơi an trú của cô gái quê ở làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp, Nguyễn Kiều Oanh. Tại nơi đây, ngày ngày Nguyễn Kiều Oanh vẫn luôn kiên trì luyện tập, sáng tác và bền bỉ theo đuổi, chinh phục giấc mơ âm nhạc của mình. Và sau những cố gắng không mệt mỏi ấy, hiện nay Nguyễn Kiều Oanh đã trở thành một trong số ít những ca sĩ trẻ sở hữu giọng hát cao với làn hơi khủng, thể hiện thành công nhiều thể loại pop, ballad, R&B, cũng như đã chinh phục hoàn toàn khán giả khi xuất hiện ấn tượng trong các chương trình Be A Star 2017, The Voice 2018. Thế nhưng con đường âm nhạc của cô không phải lúc nào cũng được trải hoa hồng, mà luôn phải bước qua lắm chông gai. Và những điều này sẽ được Nguyễn Kiều Oanh bật mí trong chương trình Sao Kết Nối hôm nay. Hôm nay thì Hồng Lê rất là vui tại vì Kiều Oanh đã nhận lời mời tham gia chương trình Sao Kết Nối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Tháp để giúp cho quý khán giả có thể tìm hiểu rõ hơn về những hoạt động nghệ thuật của Kiều Oanh trong suốt thời gian qua cũng như là những dự định trong thời gian sắp tới. Kiều Oanh thân mến là một người con của làng hoa Sa Đéc, bạn cũng đã sống ở Sa Đéc, nhưng mà cơ duyên nào mà bạn lại quyết định là một thân một mình lên Sài Gòn để thi vào một cái ngôi trường giúp cho bạn theo đuổi cái ước mơ âm nhạc của mình? Lời đầu tiên thì cho phép Kiều Oanh được gửi lời chào đến Hồng Lê cũng như là tất cả khán giả đang xem đài truyền hình Đồng Tháp, một lời chào trân trọng nhất. Và ngày hôm nay Oanh rất là vui và vinh dự khi được đài truyền hình Đồng Tháp đến đây ghé thăm và cho khán giả cùng được biết hành trình cũng như là sinh hoạt hàng ngày của Kiều Oanh, một lần một người con của Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thì Oanh được định hướng theo nghệ thuật khi Oanh học 12 và Oanh đã quyết định thi vào trường Văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là Oanh cũng có thêm một trường nữa, đó là trường Đại học Luật. Bởi vì bản thân Oanh là học khối D, Oanh thi đậu hai trường, nhưng mà cuối cùng thì với sự ủng hộ của gia đình thì Oanh đã mạnh mẽ để học duy nhất một trường là trường Văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Một thân một mình lên Sài Gòn để theo đuổi cái ước mơ âm nhạc của mình thì chắc hẳn là cái giai đoạn đầu mình cũng sẽ gặp không ít những khó khăn. Khi mà anh bước chân lên Sài Gòn thì thật sự phải nói là một con số không hoàn toàn. Anh phải làm rất là nhiều việc, thậm chí là anh làm nhân viên, anh phụ bán trà sữa hay là anh làm bất kỳ những việc nào để mình có thu nhập, mình lo cho kinh tế, cuộc sống và bên cạnh đó cũng phải lo cho đam mê của mình nữa. Và anh cũng may mắn là khi mà vào trường Văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thì anh cũng được thầy giáo của mình giới thiệu cho những cái quán cà phê và hàng đêm hát ở những quán cà phê đó, và càng ngày thì càng tích góp được nhiều kinh nghiệm và nhiều mối quan hệ nhiều hơn. Các anh chị trong nghề hiện tại bây giờ cũng giúp đỡ và yêu thương anh rất là nhiều. Được biết thì Kiều Oanh cũng đã tham gia khá là nhiều cuộc thi. Thì bạn có thể chia sẻ về những cái cuộc thi mà bạn đã từng tham gia. Lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì anh cũng chưa có dám đi thi nhiều cuộc thi lớn đâu mọi người. Anh được bạn bè đăng ký cho cuộc thi Ngôi Sao Phương Nam vào năm 2015. Và một mình chân bước chân ráo thi được tới Á quân. Và anh nghĩ là cái danh hiệu Á quân đó không phải là sự hiển nhiên và cũng không phải là sự may mắn, mà là do sự cố gắng của bản thân, cái thực lực của mình nữa. Thì anh nghĩ là lúc nào anh có cái niềm tin mãnh liệt hơn đối với nghệ thuật, chắc là mình cũng sẽ làm được nên chuyện, nên là mình cứ cố gắng trau dồi thật nhiều. Và tới năm 2017 thì anh bén duyên với chương trình Bạn Là Ngôi Sao Be Star và tiếp tục lại giành tiếp một danh hiệu Á quân. Và các bạn biết không, có một cái điều rất là vui, đó là khi anh thi vào trường Văn hóa nghệ thuật anh cũng á khoa, và nói chung là thi cái gì cũng hạng nhì, rồi mà mọi người cứ hay gọi là cô á nên là cũng rất là vui. Có thể là không có được bước tới danh hiệu quán quân, nhưng mà anh thấy đó là cũng là một cái vinh dự cho mình rất là nhiều rồi. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thông qua các cuộc thi rồi, thì cũng được biết là Kiều Oanh cũng có những cái sản phẩm âm nhạc. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về những cái sản phẩm của mình? Vào năm 2016, khi mà anh vừa thi xong Ngôi Sao Phương Nam thì anh đã có ra một MV, một single, và anh cũng đã giới thiệu với tất cả khán giả của đài truyền hình Đồng Tháp và cũng như truyền thông báo chí ở showbiz. Tuy nhiên là những cái sự ban đầu, những cái bước ban đầu của mình á, mình chưa có vững thì cái sản phẩm nó chưa có được sự lan tỏa rộng rãi đối với khán giả. Bắt đầu năm 2017, khi mà anh có cái bước đệm và được sự hỗ trợ của những nhãn hàng thì anh đã tiếp tục tự sáng tác cho mình ca khúc Muốn Nói Yêu và ra MV, và từ ca khúc đó thì anh cũng được tiếng vang nhiều. Tuy là không có được như những gì mình mong muốn, nhưng mà anh thấy là càng ngày những sản phẩm mình làm càng chất lượng hơn và khán giả đã tin tưởng mình nhiều hơn. Chia sẻ một chút xíu về cái MV mà anh cũng đã vừa cho ra mắt.
Đây cũng là một cái sáng tác của anh luôn. Thì cái nguồn cảm hứng anh lấy từ đâu để anh sáng tác ra cái bài hát đó? Thực ra cái bài hát Muốn Nói Yêu này là một bài hát nói về cái mối tình đầu của anh. Là cái mối tình đầu học trò trong sáng dễ thương vào năm lớp 11. Hai người thì tình cảm thì rất là yêu quý nhau nhưng mà không có nói ra. À, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Dạ, không có nói ra. Nên mới nói câu là muốn nói yêu thôi chứ không phải là nói yêu luôn. Và khi anh viết xong bài này, anh cũng có gửi cho người bạn đó nghe. Và hiện tại bây giờ anh với người bạn đó rất là thân thiết. Mặc dù là chưa có bao giờ nói tiếng là sẽ thích nhau, sẽ tìm hiểu. Nhưng mà đó là một kỷ niệm đẹp của anh. Và người đó cũng rất là thích và cảm thấy là khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đẹp của hai đứa. Là xuất phát từ tình cảm có thật. Thời học sinh thì nghi mà nói đến tình yêu của tuổi học trò thì nó cũng rất là lãng mạn, ngây ngô. Và đôi khi là chúng ta hay mơ mộng rất là nhiều. Và bây giờ thì cả hai đã biết được cái tình cảm hồi xưa dành cho nhau rồi. Thì bây giờ tình cảm của hai người nó có một cái gì đó được gọi là đặc biệt không? Bây giờ nhắc lại thì nó chỉ là một cái giá trị kỷ niệm đẹp thôi. Chứ nó không có xúc phát cho tình cảm lớn mạnh hơn gì hết. Tại vì chắc chắn là cũng sẽ, mọi người cũng đã có được cái một cái người, một cái đối phương mà mình đã yêu thích rồi. Nên là chắc cũng không có thể tiến xa hơn được. Như vậy là qua cái phần bật mí này, mình lại biết thêm một bí mật của Kiều Anh nữa. Đó chính là bạn đã muốn nói yêu một ai đó rồi. Bạn có thể chia sẻ sâu thêm chút xíu để cho quý khán giả có thể hiểu rõ. Thật ra thì khi mà mình hoạt động nghệ thuật mà, thì người nghệ sĩ lúc nào cũng rất là nhạy cảm, rất là lãng mạn. Nói chung là anh cũng tự thừa nhận là anh cũng rất là dễ say nắng một cái người bạn mà khác giới với mình. Nếu cái bạn đó là một người lãng mạn và ga lăng, tức là phù hợp với cái gu của mình. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian khi mà mình đã trải qua quá nhiều khó khăn rồi thì tự nhiên cái mình có cái suy nghĩ khác. Tức là anh lúc đó, lúc trước anh thích những người lãng mạn trong cùng trong nghệ thuật. Nhưng hiện tại bây giờ thì anh thích những người khác nghệ thuật, không làm trong nghệ thuật. Coi như đó là một cái sự trái dấu, nhưng mà trái dấu hút nhau. Tức là giúp cho mình là không phải gọi là kiềm chế đi cái sự lãng mạn của mình, mà kéo cho mình lại thực tế với cuộc sống. Vừa lãng mạn nhưng mà cũng vừa thực tế thì cuộc sống nó sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn. Đối với anh hiện tại thì cái chủ đề sáng tác mà mình quan tâm nhất là những cái chủ đề nào? Phần lớn hiện nay thì các bạn trẻ thích về tình yêu nam nữ. Nhưng mà có thể là anh có thể đi ngược lại với tất cả các bạn một chút. Là những sản phẩm mà anh đang viết là viết về phụ nữ, viết về con gái, viết về người mẹ. Giờ đây khi mà nhắc đến Kiều Anh thì các bạn khán giả, đặc biệt là giới trẻ, nghĩ ngay đến một cô nghệ sĩ đa tài. Bạn có thể vừa hát, rồi bạn có thể vừa chơi được nhạc cụ, thêm vào đó là bạn còn sáng tác và thậm chí là còn tham gia diễn xuất ở một vài bộ phim nữa. Cơ duyên nào giúp cho bạn theo đuổi được nhiều cái lĩnh vực ở cái mảng nghệ thuật này? Khi mà anh bước chân ra khỏi chương trình Bạn Là Ngôi Sao thì có rất là nhiều khán giả yêu quý, và thậm chí các bạn còn lập nhiều rất nhiều FC cô ba. Cô ba là cái biệt danh của các bạn FC gọi anh. Thì từ những cái group đó, từ những cái tình cảm của các bạn dành cho anh, thì anh nghĩ là mình sẽ phải làm nhiều hơn để xuất hiện nhiều hơn, để đáp lại tất cả những tình cảm mà các bạn đã dành cho anh. Thì anh đã bắt đầu viết nhạc trở lại và đóng phim. Thì hiện tại bộ phim của anh đóng cũng là một bộ phim rất là vui và đúng với tính cách của anh, là bộ phim Ngũ Long Đại Náo. Và nhạc phim cũng là do chính anh sáng tác nhạc phim. Bạn đảm nhận một cái vai chính trong một bộ phim truyền hình đầu tay thì nó như thế nào? Bạn có lo lắng lắm không? Có áp lực lắm không? Khi nhận lời mời vào cái vai diễn này á, thì anh có nhiều đêm cũng trăn trở và suy nghĩ là không biết mình sẽ có thể làm được hay không. Và khi cái ngày đầu tiên mà anh bước vào phim trường, các bạn biết không, là anh diễn với rất là nhiều nghệ sĩ gạo cội như là cô Kiều Mai Lý, giống như là chị Vũ Phi Nga, chị Bích Trâm, anh Linh Tý và anh Quốc Cường. Thì cái cảm giác lúc đó nó còn hoang mang hơn nữa, là mình sẽ không biết mình sẽ phải làm gì và mình có bị lọt thỏm với tất cả những cái anh chị nghệ sĩ gạo cội đó không. Nhưng mà anh cũng được sự giúp đỡ của rất nhiều người ở trong đoàn phim, và anh đã cảm thấy là bản thân mình cũng thành công. Và cái ngày phát sóng tập 1 của bộ phim thì anh cũng đi vào xem comment và cũng thở phào nhẹ nhõm, là khán giả cũng đã chào đón và mọi người cũng nói là rất là giống tính cách của anh ở ngoài.
Và cái nhân vật đó là một nhân vật tên là bé Út Đợi, là người con út trong một gia đình, làm nghề giũ móng tay dạo, là rất là rặt miền Tây luôn, hay đỏng đảnh, chảnh chẹ, rồi được có phần là ế, nhưng mà rất là hồn nhiên. Và tính cách Út Đợi là một người không có suy nghĩ gì nhiều. Như vậy thì nó giống bao nhiêu phần trăm so với Kiều Anh hiện tại? Khi mà anh gặp ống kính thì thường anh sẽ như vậy nè, nghiêm túc. Nhưng mà khi mà anh gặp những cái người bạn hoặc là những cái người nào mà đã quen thân với anh thì giống như là Út Đợi là anh luôn vậy. Khi mà đạo diễn chọn anh thì đạo diễn không cần phải casting. Đạo diễn nói là, đạo diễn nhìn là đạo diễn biết là anh sẽ vào cái vai này, sẽ vào vai tròn. Và từ lúc đó thì cũng đã tạo điều kiện cho anh viết thêm nhạc phim cho phim. Út Đợi trong phim là có một cái chi tiết như anh nói, ế. Như vậy là bây giờ thì một câu hỏi kinh điển được đặt ra, đó là Kiều Anh bao giờ lấy chồng? Thực trạng nào, mối quan hệ hiện đây thì như thế nào? Cái câu này là Tết Kỷ Hợi 2018 là 2019 là anh nghe nhiều lắm. Vừa về quê là ông năm bà bảy đều chạy qua nói sao cứ đi hát hoài vậy con, đi hát bấp bênh quá, đi hát khổ cực quá, thôi cứ về lấy chồng đi. Rồi nói về anh này được nè, anh kia được nè, nhưng mà anh cảm thấy là đối với phụ nữ mình bây giờ thì bao giờ lấy chồng đâu đó còn là quan trọng nữa. Bởi vì bây giờ là phụ nữ và đàn ông có một sự công bằng. Anh nghĩ là 40 tuổi vẫn còn chưa trễ. Tình yêu thì tuổi tác không quan trọng. Đã có tình yêu thì lúc nào cũng cưới nhau được. Mình không cưới vào mùa hạ, mùa đông thì mình sẽ cưới nhau vào mùa xuân, mùa thu. Mình không cưới nhau lúc mình còn trẻ thì mình sẽ cưới nhau lúc khóa bộ về già. Nó cũng có một tình yêu thôi, bình thường. Một cái quan niệm rất là hiện đại. Kiều Anh thân mến, bạn còn rất là trẻ và có rất là nhiều tiềm năng cũng như là sự phát triển trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên con đường theo đuổi nghệ thuật không phải là một con đường bằng phẳng, không phải lúc nào cũng trải hoa hồng hết. Thì quá khứ bạn cũng đã có những cái khó khăn, và bạn có thể chia sẻ về những cái khó khăn đó cũng như là những cái định hướng của bạn trong tương lai. Thực ra thì làm nghệ thuật lúc nào cũng sẽ là khó khăn. Quá khứ có thể khó khăn hơn, nhưng bây giờ không có nghĩa là sẽ không khó khăn. Bây giờ cũng khó khăn. Tại vì tất cả nghệ sĩ người ta thường rất là sợ một phần là bị khán giả lãng quên. Nên họ thường vào một cái guồng đó là mình phải lao động. Làm mới. Thay đổi bản thân. Trường hợp một ngày đẹp trời, bạn đang rất là vui vẻ và cảm thấy hài lòng với hiện tại. Nhưng khi mà các bạn biết rồi, mạng xã hội nó bây giờ rất là phát triển. Khi mà anh lướt Facebook, anh thấy một người bạn trong nghề của anh cũng phát triển cùng lúc với anh, cũng cố gắng cùng với anh, nhưng mà người bạn đó đã thay đổi ở một cái bước mà được tất cả mọi người công nhận. Tự dưng bản thân mình buồn và mình phải nhìn lại bản thân mình. Mình lại bị tiêu cực là mình bị lãng quên rồi sao. Mình cũng chắc là mình chưa tìm đúng hướng. Tức là lúc nào cũng phải tìm hiểu khán giả muốn gì để mình thay đổi cho khán giả. Anh chưa có đủ sức để tự tạo xu hướng cho mình, để khán giả theo mình. Mà bây giờ anh đang trong cái giai đoạn là muốn hiểu khán giả đang nghĩ gì, muốn gì để đáp ứng. Thường thì trong giới nghệ thuật mọi người hay sử dụng được gọi là nghệ danh á. Nhưng mà đối với Kiều Anh thì Kiều Anh không có sử dụng nghệ danh. Có phải là Kiều Anh chưa nghĩ đến, hoặc là Kiều Anh nghĩ là cái điều đó không cần thiết? Chị Hồng Lê hỏi ngay cái vấn đề mà anh muốn chia sẻ với mọi người luôn. Anh tên ở nhà là anh tên Bảo Ni. Nhưng mà khi mà lên đây thì anh có hỏi về người thầy giáo đã dạy anh 6-7 năm nay. Thì thầy giáo nói Bảo Ni á sẽ rất là yếu đuối, sẽ không có thể sống nổi trong showbiz đâu, nên lấy cái tên thật của em. Nhưng mà tên thật của anh là mọi người biết là Nguyễn Thị Kiều Oanh. Nếu mà lấy Nguyễn Thị Kiều Oanh thì mọi người sẽ nghe là hơi bị tến, nên là thầy đã quyết định lấy cho anh cái tên Nguyễn Kiều Oanh. Bởi vì cái hình tượng mà anh muốn đeo đuổi đó là nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, là một nữ ca sĩ rất là hay, chất giọng rất là ngọt ngào và cách sống rất là văn minh. Nên là thầy đã đặt cho anh cái tên Nguyễn Kiều Anh. Nhưng mà mọi người ơi, khi mà vào những cái chương trình, mấy cái biên tập, mấy cái chương trình event thì thường mọi người hay lãng quên cái chữ Nguyễn. Mọi người chỉ để ca sĩ Kiều Anh, giới thiệu ca sĩ Kiều Anh lên. Thì tất cả những profile của anh trên Google, trên YouTube sẽ hiện Kiều Anh. Thì lúc mà mọi người và khán giả muốn search Kiều Anh ra là chỉ toàn là chị Kiều Anh danh hài thôi. Nên là anh cũng rất là khó khăn để xây chuyển tất cả những cái profile của mình thành Nguyễn Kiều Anh. Và một năm nay nó cũng đã trở về quỹ đạo rồi. Như vậy thì mọi người ơi, mọi người thân mến, thông qua cái chương trình Sao Kết Nối này thì chúng ta cũng đã biết được là ca sĩ Kiều Anh mà trước giờ chúng ta hay biết và các bạn trẻ cũng rất là mến mộ thông qua những sản phẩm âm nhạc của bạn ấy á, thì cái nghệ danh của bạn ấy cũng là cái tên của bạn ấy luôn, đó là Nguyễn Kiều Anh. Nên là nếu mà các bạn muốn tìm hiểu
về những cái thông tin liên quan đến bạn Kiều Anh thì các bạn search Google là Nguyễn Kiều Anh nha. Bước sang năm 2019 rồi, Kiều Anh sẽ như thế nào đây và những sản phẩm âm nhạc mới của bạn ra sao? Thật sự là năm 2019 cho anh rất là nhiều cơ hội về việc anh đảm nhận một vai chính trong bộ phim truyền hình, được viết nhạc phim, được viết nhạc rất là thỏa thích. Sắp tới anh sẽ kết hợp với chị ca sĩ Trang Pháp để cho ra một ca khúc và một MV. Thì anh nghĩ cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà tâm huyết nhất từ đó tới bây giờ của anh. Và anh đã có đủ được tất cả những cái sự giúp đỡ, cũng giống như là đủ cái sự tinh tế và đủ cái sự hiểu biết để làm cho một ca khúc hay hơn và đến gần với khán giả nhiều hơn. Rất cảm ơn những chia sẻ của bạn Kiều Anh trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, hy vọng là qua những chia sẻ của bạn Kiều Anh thì cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những cố gắng của Kiều Anh trong suốt thời gian qua, cũng như là những định hướng trong con đường âm nhạc của bạn trong thời gian tới. Nếu mà quý vị và các bạn muốn theo dõi lại chương trình thì cũng có thể truy cập vào website thgt.vn hoặc là kênh YouTube fanpage của truyền hình Đồng Tháp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.